It's the thiên lôi. It's the thiên lôi. Thời công nghệ này 4.0. Ai bây giờ cũng thật năng động. Thiên đình ta giờ cũng tự tin. Cùng vân minh tiến ra biển rộng. Ta là thiên lôi đón chào thời đại mới. Thiên đình ta đi lên thanh xuân lại phơi phới. Cầm một sách trên tay không ai dám đụng tới. Hy vọng ở trong người ai ai cũng dân chơi. Nhìn năm đã trải qua mà mỗi lần đến Tết cứ đi lên thiên đình lại mệt muốn chết. Nhưng năm nay mọi việc sẽ dự chấm hết. Việc lên trong tuần này chắc chắn là hồi kết. Cái gì? Đúng là hồi kết rồi đấy. Ngươi làm gì mà ầm ĩ thế hả? Dẹp, dẹp hết. Ầm ĩ quá, dẹp, dẹp hết. Thiên lôi. Thiên lôi. Đứng lại. Đứng lại. Này thư ký. Sao cứ ta nói một câu ngươi lại nhại một câu thế? Dạ, em tưởng thư ký là sếp nói gì thì mình lặp lại như vậy. Tùy việc. Vâng. Không phải việc nào mình cũng thế. Vâng. Làm gì cũng cần phải đúng chút đúng lỗ. Vâng. Đúng lúc đúng chỗ. Vâng. Vâng cái gì? Nói tóm lại. Đứng sang bên phải. Vâng. Ơ, à, em đang đứng bên phải anh rồi mà. Đứng im đấy. Đứng im. Thiên lôi. À, dạ. Đi đâu đấy hả? Anh bảo em dẹp hết thì em tự dẹp mình sang bên này. Này, thiên đình bao nhiêu việc, không lo mà làm, tại sao ra đây nhảy múa lung tung hả? Ừ. Thì tại sáng ra chẳng thấy ai cả nên em hát ạ. Này, nó cứ nghĩ một mình nó dậy sớm. Vâng. Bây giờ tất cả mọi người đều dậy sớm để thành công đấy nhá. Vâng. Mà ngươi vừa hát cái gì đấy? Cái này là rap ạ. Anh có muốn em rap lại cho anh nghe không? Thôi, ghi vào. Vâng. À, ghi gì ạ? Đang giờ làm việc, thiên lôi hát rap lung tung, không phù hợp. Vâng. Lần đầu, cảnh cáo. Anh ơi, cái này oan cho em quá. Rap bây giờ ấy, nó là xu hướng rồi. Ai ai cũng rap. Đấy, từ những người đi xe máy cho đến những người đi ô tô, yeah. Những người xem TV đến những người nghe radio, yeah. Tất cả đều rap, nhà nhà đều rap, tất cả loại nhạc khác đều chết mất xác, yeah. Này, ngươi là cán bộ thiên đình mà còn có nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng đắn, cần phải xem xét lại. Nhân đây ta tuyên bố, trên thiên đình này không có rap riếc gì hết, không có copy viết gì hết, không có graffiti phi tiếp gì hết, nhá. Rồi và gì em ồn ào và lặng lẽ, yeah. Đầu không hiểu nổi mình đi tìm lôi khắp chốn, yeah. Ôi thiên đình ngày xưa và ngày sau vẫn thế, yeah. Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực đầu, yeah. Thôi thôi, yeah, thôi ngay đi cho tôi nhờ. Thôi đi. Bắt đầu. Từ xưa đến nay đầu ăn mặc thế nào mọi người đều biết hết rồi. Lỗ lăng, cạch cỡm, các kiểu, nhưng đến hôm nay thì quá lắm. Đầu xem, đầu mặc cái bộ này trông có khác gì? Gì? Khác gì? Trông như là con tinh tinh đột biến. Sao lại tinh tinh? Nào đây, đã có lương đâu mà tinh tinh. À, trông giống như là con chó ngao bảy màu. Ôi giời, này ngao tạ đắt đấy nhá. Ừ. Đắt đấy. Thôi, chốt cho một câu nhá. Chốt luôn đi. Xoay một vòng. Rồi, đầu mặc thế này ấy. Yeah. Trông giống con điên. Mày điên ý. À, ăn sao? Mặc thế này bao giờ? Làm sao? Mặc này làm sao? Trông nó lố lăng không phù hợp với cán bộ thiên đỉnh. Mà này này này. Từ bây giờ nhá, không được gọi là bắt đầu nữa nhá. Thế gọi là gì? Gọi... tên tắt đi. Tên tắt. Tên tắt thế à? Ừ. Biết thế nào tắt không? Có biết chứ. Ừ. Bắt đầu. Bắt. Bờ. Bờ. Đẩu. Đờ. Nào. Giới thiệu với mọi người đây. BD. Sao lại BD? Thì bờ đờ thì chẳng là BD. Ôi. Đấy. Cán bộ thiên đình đấy. Cán bộ thiên đình đấy. BD. Ngoại ngữ. À, BD. Bờ đờ nó là BD. Rồi, thế này. Tại sao tự nhiên đang làm bắt đầu không muốn lại muốn làm BD? Ơ, sao? Rap name. Rap name. Này, rap name là thế nào? Dạ vâng, thưa sếp. Trong giới underground thì các rapper đều có rap name chứ không, yeah, dùng tên thật ạ. Ừ. Như chị Đậu đây thì rap name là 3D. 3D.
con điên kia. Không, thì dạy phát âm chuẩn là bì đi. Bì đi, bì đi. Bì đi. Rồi, bì đi, bì đi. Vâng, còn em Thiên Lôi bây giờ người ta không gọi là Thiên Lôi nữa mà là Tờ Lôi. Vớ vẩn, nhố nhăng. Ghi vào. Dạ. Thiên Lôi và Bắt Đầu trong giờ làm việc hát rap nội dung linh tinh không phù hợp. Chính xác. Lần 1 cảnh cáo, lần 2 mách Ngọc Hoàng. Có biết vì sao muốn mách Ngọc Hoàng không? Hả? Ông móc con này ở đâu ra đấy? Hả? À, đây là trợ lý của tôi đấy. Úi dồi ôi, chết. Bây giờ mày đặt lại có cả trợ lý cơ à? Ừ. Này, làm sao mách? Hả? Là làm sao mà mách? Là bởi vì hát rap lung tung. Rap là lung tung à? Ờ. Rap làm sao mà lung tung? Không phù hợp. Tại sao lại không phù hợp? Không phù hợp với Thiên Đình. Này, tôi bảo cho ông nghe nhé. Ông có biết là BD này chỉ cần hát một câu rap ở trên Thiên Đình này thôi nhé, đốn cả triệu tim ở dưới hạ giới không? Hả? Vậy có mách Ngọc Hoàng nữa không sếp? Mày giỏi mày mách đi. Bình tĩnh. À, thách thức à? Mách Ngọc Hoàng nhá. Thôi. Này này này, một nét là thách Ngọc Hoàng liền nhá. Mách Ngọc Hoàng. Thôi thôi. Thách à? Thách thôi. Căng à? Căng à? Này mách nhá. Trông mắt như con trâu điên thế kia là nó chuẩn bị mắt lao vào, đây, nó cắn cổ đấy. Tôi. Em phải nghe tôi. Ừ. Nhìn mắt nó thế kia, trông như con trâu điên ấy. Mình không mạch nữa. Được rồi. Con thư ký, mày tưởng mày khịa chị BD của ta mà được á? Ờ, nhìn thì cũng xinh xắn đấy, như diễn viên tài tử Hồng Kông. Nhưng mà ở bên Hồng Chợ Lớn ấy chị nhỉ? Yeah. Rồi ôi, thời đại nào rồi còn đeo găng tay màu đen nữa hả em ơi? Sếp, nó chửi em. Nó chửi em là đúng. Hôm nay anh đã bảo rồi, chọn cái bộ nào cho nó phù hợp. Mặc cái bộ này trông như là người đàn bà xa lạ. Xong lại còn đấy, này, này, lại còn. Sếp ơi sếp, găng tay em màu đen, đăng tem có đẹp không? Bảo anh nghe. Anh đi đâu rồi mà, anh mắng em. Anh mắng nữa. Này, này. Cái gì? Ra đây. Gì chưa? Cái gì chưa? Ông với nó gì chưa? Thế là thế nào? Này, ê ê ê ê, đừng có vớ vẩn nhá. Này, đây là vợ cũ của Thái Bạch Kim Tinh, lại là cháu của Ngọc Hoàng. Cả ba điều cấm kỵ, tôi không phạm đâu. Ba điều gì? Ôi trời, con thầy vợ bạn gái công ty. Công ty nào? Công ty Thiên Đình. Ôi trời, Thiên Đình mới lên công ty à? Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Đình. À, một thành viên. Ừ, tôi không chạm vào. Thôi, để tôi. À, Thiên Lôi. Nghe anh. Thiên Lôi. Thằng kia mày điếc à? À, không, em không điếc ạ. Thế sao anh gọi mày không trả lời? Anh gọi sai rap name của em. Đúng rồi. Em là Tờ Lôi, còn đây là BD. Thôi, thôi được rồi. Tờ Lôi, mày ra ngoài kia xem là các táo đã lên chầu chưa? Nhắn lên. Anh ơi, hôm nay làm gì có chầu à anh? Sao lại không có chầu? Ai bảo thế? Ai bảo thế? Tôi bảo thế đấy. Này, Bắt Đầu, đùa gì thì đùa, nhưng đây không phải là chuyện đùa. Cả năm mới có một lần, ông lại bảo là không chầu là sao? Thế không có Ngọc Hoàng thì chầu cái gì? Hả? Thế Ngọc Hoàng chầu đâu? Ai? Ngọc Hoàng đâu? Đi du lịch rồi. Mình đi du lịch. Mình thích thì mình đi thôi. Vô lý nhỉ? Để tôi điện thoại xem sao. Thôi, gọi làm sao được, đang ở trên máy bay làm sao mà gọi được? Sóng đâu rồi mà gọi? Buổi chầu mà lại không có Ngọc Hoàng. Vô lý, đây là việc mà từ xưa đến nay chưa hề có trên Thiên Đình. Đấy là chưa có chứ không phải là không bao giờ có nhá. Cái gì cũng có lần đầu tiên nhá. Trời ơi, thế bây giờ các táo lên chầu thì làm sao? Rồi thì bao nhiêu việc chúng ta cần phải giải quyết? Làm thế nào bây giờ? Ô hay nhỉ, ông bị làm sao đấy nhỉ? Tôi đã thông báo rồi nhá. Tại sao tất cả các táo người ta biết mà tại sao ông không biết? Thông báo ở đâu? Trên group Thiên Đình. Group nào? Hả? Group Táo Quân đi. À, trên Facebook có gì? Trên Facebook ấy, làm gì đó. Sao tôi không nhận được gì luôn? Ôi xin lỗi. Không có sóng. Ôi trời ơi, quê vãi ra. Đã bảo rồi, chuyển sang Viettel mà dùng. Chứ còn trên cao như thế này thì ngoài Viettel ra thì không lấy đâu ra sóng đâu nhá. Thế bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Share cho tôi ít data đi. Đây. Đây. Có chưa? Rồi. À đây này, có BD rồi đây này. Đây. Password là gì? Pinky. Có BD
PD không? Pinky PD. Rồi Pinky PD rồi. Bạn nó phải thế này. Đây. Tin nhắn rầm rầm. Đã bảo rồi. Nó cứ phải rầm rầm. Ôi trời ơi, bạn đi từ từ thế nào? Lên trên đỉnh rồi các ông ơi. Ôi trời ơi. Vào đây, vào đây. Thế nào đấy? Ôi, cứ chạy đấy, cả lên từ từ đó nào. Đợi thôi thôi. Đấy. Ôi. Cái gì? Bà bị ngộ chữ à? Sao? Nhìn có mấy mống thế này mà bảo đông vui quá. Mọi năm lên đây chầu là tấp nập. Năm nay nhìn ấy, kìa, ôi ôi, thiên lôi này. Nào tao bắt đầu. Ôi ôi, nó đỏ. Ôi trời ơi. Đẹp thật đấy, ngon không? Đẹp. Ôi ôi, môi son. Môi đỏ. Môi đỏ, môi đỏ. Thôi. Nói ngắn gọn tên là Pinky. Pinky. Ôi dồi ôi, trông đẹp lộng lẫy quá. Pinky. Lôi hôm nay có vẻ nó... Để nghe chị cho biết mục danh mật khẩu. Ôi dồi ôi, quả này là quả nào mà sao nó quát kinh thế à? Thư ký viên quân Nam Tào. Ôi dồi ôi, bà xem thế nào và giải quyết cho tôi cái... Để tôi. Ừ, cùng cảnh chị em với nhau. Bà cứ phệt thật mạnh mà. Này cô em, mấy nghìn năm hai anh chị lên đây để chầu và báo cáo rồi, nhưng chưa bao giờ gặp một cái vong nào mà mặt nó cứ hầm hố như cô em nhé. Ừ. Mặt nó giãn nở ra mà nói năng cho nó đàng hoàng tử tế một tí đi. À, đề nghị cho biết tên. Ôi giời. Đấy, giá phải trả cho sự đam mê đấy. Là một phát phan thẳng vào. Này, vào mặt em, ấy. Em không được ăn nói như thế với các táo nhá. Ít nhất đây là cũng mệnh quan của thiên đình. Đừng có... Đề nghị cho biết tên để lập danh sách. Cho biết tên để lập danh sách nè. Cho biết tên để lập danh sách. Tào ơi. Ôi giời ơi. Dạy dỗ thư ký thế à? Khổ quá, thông cảm. Đây là thư ký mới. Nhưng mà thực tế nó là cháu của Ngọc Hoàng. Thằng nào? Ngọc Hoàng đang nhờ tôi dạy bảo em nó. Hiểu chưa? Thôi có gì thì thông cảm cho tôi nhé. Thư ký riêng, cháu Ngọc Hoàng. Cẩn thận đấy. Anh biết rồi. Em là dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Cho nên là anh cũng dễ dàng thông cảm cho em thôi. Thì ra đây chính là bé Đường. Sao lại nói thế? Đấy mà là bé Đường thì đây nó là bố Đường. Thế mà lúc ấy còn cái. Chê gì tới con nghiêm túc. Anh chị chú ý. Anh Tào bị tiểu đường, tránh nhắc đến từ đường. Ok. Ôi rồi. Ok. Ok, được rồi. Ôi trời ơi, bình tĩnh. Đúng yeah. Là thư ký riêng, nó hiểu ngay. Này, Nam Tào mà bị tiểu đường, không cẩn thận là thư ký bị sâu răng. Cho biết tên để làm gì. Bình tĩnh, anh sẽ nói. Nếu em đoán được, em mới là người giỏi, xứng đáng là thư ký của Nam Tào. Anh ở dưới hạ giới, anh chuyên là cai quản. Quản lý và nắm trong tay tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ và đàn ca sáo nhị. Em biết anh làm gì chưa? Bầu show. Ui, bầu show. Này, nói thì phải nghĩ chứ. Mặt như này mà làm bầu show à? Hả? Không phải là bầu show. À, má mì. Trời ơi, Tào ơi. Này, ông thử ở đâu được con thư ký nó có quá nhiều kinh nghiệm đấy. Mặt này mà nó bảo mình làm má mì. Mà má mì tức là mình quản lý tất cả cái bọn cả cả cốc. Thôi. Mặt này mà nó bảo mình làm má mì. Anh để em riêng con này phải gặp em. Vụt luôn đi. Này em, lại đây chị bảo. Có thể em không lại đấy chị. Ồ. Người rắn đi. Nó mật ông ạ. Nó không lại thì mình tới. Em không lại thì chị đến chỗ em. Ừ. Này em, trông mặt mũi em cũng xinh xắn, cũng trẻ trung đấy. Nhưng mà sao em trông cứ như là manh chiếu rách cũ thế em? Tôi chửi lên được chưa? Bà chửi như thế, nếu mà phải đứa biết nghĩ, chắc nó nhảy lầu nó tự tử lâu rồi. Để xem nó có biết nghĩ không? Em nó có thấm không? Thấm nhuần không? Đang suy tư. Manh chiếu cũ rách là như nào? Em có biết cái chiếu không? Có biết cái chiếu không? Cái chiếu để nằm ấy. Biết cái gì? Rồi, cái chiếu ấy thì người ta phải trải nó ra thế này này.
hiểu không? Người ta trải ra, người ta trải nhiều quá thì nó sẽ cũ, và vẫn trải tiếp ấy thì nó sẽ rách. Người ta còn manh chiếu cũ rách, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, mắt em đang hiểu chưa? Nhưng em mới lên làm thư ký mà có ai trải em bao giờ đâu. Ủa thật, thế tao chưa trải lần nào à? Em vẫn ghi anh là má mì nhá. Ôi trời ơi. Thôi, tóm lại ghi anh ấy là táo văn hóa. Thì đấy. Thế ngay từ đầu anh không nói, anh kêu em đoán, phải em nhức đầu không? Thôi em muốn làm thế nào cũng được, nói chung là anh bó tay chấm com. Ai nghĩ là em ngu thế? Con chị, báo xã hội. Vâng, như vậy là phần báo danh của hai táo đã hoàn thành. Xin chào mừng hai táo đầu tiên lên thiên đình. Thôi. Dạ. Đầu tiên cũng là cuối cùng đấy. À thế đó. Có mỗi hai cái nhõn này thôi, chả còn ai nữa đâu. Nhá. Này, bắt đầu. Này, nói thế là ý gì? Mọi năm lên đây là các bộ ban ngành đầy đủ các loại táo dập sân chầu, sau này thì có một nhõn hai táo là sao? Thế nào? Khổ quá thì tôi đã thông báo ở trên trên group của Thiên Đình rồi đấy, không có bà không nhận thông được báo à? Ở đâu có nhận được đâu? Thông báo ở chỗ nào nào? Đâu chỗ nào? Chỗ nào? Điện thoại đây có nhận được đâu? Đây. Ôi trời ơi. Anh dùng cái cục gạch này làm sao có 4G mà nhận thông báo? Thế tóm lại là bây giờ ý là như thế nào? Lại còn thế nào nữa, làm gì có chầu? Ơ thế Ngọc Hoàng đi đâu mà lại không chầu? Đi du lịch. Ôi giời ơi, ông giời ơi là ông giời ơi. Làm lụng một năm để chờ lên đây báo cáo với ông mà ông đi du lịch. Thế ông đi du lịch thế này thì tôi báo cáo với ai hả? Ông giời ơi, ông giời ơi. Khổ quá. Ông vẫn báo cáo được. Thôi thì đã mất công lên đây rồi thì cũng lên đây chơi xong thì đi nhậu bữa. Nhưng mà báo cáo ấy cứ bằng email nhá. Năm vừa rồi làm được cái gì? Phương hướng hoạt động của năm tới như thế nào? Cứ gửi vào email nhá. KPI chúng tôi theo dõi hết nhá. Này, thế là xong. Sẽ lại báo cáo bằng email hả? Tôi phải gặp Ngọc Hoàng, tôi phải đề xuất chứ. Năm ngoái tôi làm được bao nhiêu, tôi còn phải đề nghị Ngọc Hoàng và phải khen thưởng chứ. Hả? Không gặp được Ngọc Hoàng thì làm sao mà có thể đề xuất được? Yên thì yên, tôi nói này này. À ừ, nói anh đi. Anh vừa phải thôi chứ. Cái ngành nghề của anh năm qua anh làm được cái gì mà anh cứ phải nặng nề thế nhở? Cái ngành nghề của tôi năm qua tôi làm được bao nhiêu thứ mà tôi còn không cần thiết phải gặp nhỉ? Này chị xã hội. Cái gì? Việc ngành của nghề chị làm được cái gì thì mặt xác nhà chị. Ừ. Nghề của tôi vẫn phải báo cáo Ngọc Hoàng. Mà tôi phải gặp mặt trực tiếp Ngọc Hoàng thì tôi mới báo cáo được. Còn tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của anh em trong ngành nữa chứ. Trời ơi. Bây giờ mà ông cứ đòi gặp mặt trực tiếp mà bây giờ Ngọc Hoàng không có ở đây thì bây giờ ông trầu trực cái gì? Thế ông bảo tôi phải làm thế nào? Video call. Không được. Tự dưng lại nói chuyện với cái màn hình ấy, nó không có cảm xúc, nó vô cảm. Này, nghe tôi nói nhá. Đừng có lạm dụng quá những cái công nghệ mà các anh các chị có. Đúng. Những cái đó là chúng ta chỉ áp dụng khi bị dịch giã mà không có cơ hội hoặc không thể gặp nhau thôi. Đúng rồi. Cái còn lại vẫn phải trầu đàng hoàng. Đúng nữa. Rồi, trời này, bao nhiêu tình cảm anh em. Cả năm giờ gặp nhau phải để cho tôi gặp mặt chứ. Thôi không phải gặp mặt, mình nói chuyện với nhau qua video call là được rồi. Làm sao tôi không thích nói chuyện bằng gì gì ông con. Ông cứ cố làm cái gì, không thích thì cho đi về. Lúc đấy bà muốn về mặc kệ bà. Tôi vẫn phải báo cáo, tôi vẫn phải trầu. Thôi tóm lại là bây giờ là ông vẫn muốn gặp mặt đúng không? Đúng. Mà là trực tiếp luôn đúng không? Đúng. Lôi. Dạ. Ti lôi. Tê lôi. Mang tun ra đây. Đấy. Ok, test mic. Alo, chào anh em dưới hạ giới nhá. Thấy tờ lôi đẹp trai không ạ? Vâng, áo này á? Áo này 200.000 không bán đâu, nhưng mà 200.000 này, này. Con điên kìa. Sao mày mang ra đây để người ta báo cáo cho mày bán hàng online đấy à? Nào, mời ông. Cái gì? Anh cứ thử đi. Báo cáo đây à? Ừ, báo cáo đấy. Báo cáo đi. Tức là bây giờ thay vì báo cáo với Ngọc Hoàng, tôi phải báo cáo vào thẳng cái mặt này và hai đứa này. Không phải là báo cáo với hai đứa này. Ông tưởng tượng đây là Ngọc Hoàng. Dưa vàng đấy. Dưa vàng năm trước à? Đấy. Phong đi. Cứ báo cáo này. Rồi cứ báo cáo đi. Dạ Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đấy. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua, ngành của... Làm sao? Tiếp đi. Không được. Sao? Làm sao không được? Nhìn vào cái này nó vô cảm quá. Không được đâu. Này, ông Nam Tào ấy. Ừ? Hả? Nhờ ông đi. Gì nào? Ông bảo con bé thư ký cho tôi mượn cái tay tôi cầm với cho nó có tí tình cảm. Ui giời, thì cứ mệt quá đi đây. Tay đây. Đúng rồi. Cầm đi. Cảm xúc đi. Thôi. Hả?
sờ vào tay của Đẩu có 10 ngày nó không lên được. Ông lên cái gì? Ông định lên cái gì? Máu nó không lên não được ý. Đẩu tưởng tôi bảo lên cái gì? À, thôi được rồi. Thư ký. Thư ký. Hỗ trợ anh ấy. Cho anh mượn cái tay một tí. Anh chỉ được mượn một tí thôi. Rồi, tay à, một tí. Quá cái. Đấy. Lên chưa? Coi như là mình đang báo cáo Ngọc Hoàng cái này. Ừ. Đấy, lên rồi đấy. Dạ. À đây nhờ. Báo cáo này giờ lại nhìn vào đây. Anh đấy nhỉ. Thôi, nó cũng không hơn mấy đâu. Làm sao? Thôi, em, anh cảm ơn. Thôi cứ để anh báo cáo. Coi như cái hình dung đây chính là Ngọc Hoàng. Tưởng tượng ra. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đây thần xin báo cáo thành tích và tình hình ngành của thần trong năm vừa qua. Ngọc Hoàng có biết năm vừa qua, năm vừa qua đớn đau vô cùng đau đớn, ôi đớn đau vô cùng, ôi đớn đau vô cùng, ôi vô cùng đớn đau, đớn đau, đớn đau vô cùng, ôi đớn đau vô cùng. Này, báo cáo cái gì mà thành tích, đớn đau mà là thành tích à? Hả? Năm vừa rồi vì Covid hoành hành nên các ngành nghề đều tang thương đớn đau hết cả đấy. Chỉ một hai lần thôi, ông đến là tôi đếm là đến lần thứ 6 rồi đấy. Thôi đừng đớn đau nữa, khác đi. Khác à? Ừ, tươi sáng lên một tí. Dạ, khởi bồng Ngọc Hoàng, năm vừa qua ngành của thần có rất nhiều điều đáng nói ạ. Dạ, các ngành nghề, dạ, bị ảnh hưởng Covid cho nên là... Ngọc Hoàng có biết năm vừa qua, năm vừa qua thất thu cũng vì Covid, ôi thất thu vô cùng, thu thất thu vô cùng, ôi vô cùng là thất thu. Thôi thất thu quá thì nó bảo là báo cáo thành tích, thế nào gọi là thành tích? Thì năm vừa rồi đau đớn vì Covid, thì bây giờ không chỗ là hát đau đớn thì tôi phải hát là thất thu. Thôi. Mà tôi không báo cáo nữa đâu. Thôi báo cáo Ngọc Hoàng là không báo cáo nổi nữa đâu. Đấy, ai muốn báo cáo thì báo cáo. Thôi, không làm thế rồi nhá. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đau đớn với thất thu xong rồi ạ. Nào, con ba. Em, để em. Đến ba. Anh làm sao thế ạ? À? Mình có coi như là Ngọc Hoàng đang đứng trước mặt mình đi. Không coi được. Cái đầu tưởng tượng của anh làm sao nó kém thế à? Cái đầu từ của tôi nó kém đầu thế từ anh của nhìn bà. Tôi làm thế này. Thì bà vào đi. Xin lỗi cuộc đời đi. Máy chạy rồi. Chạy chưa? Ừ, máy chạy rồi. Dạ, cái Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế à. Ra khỏi hình rồi. Cao đi. Bình thân. Này. Miễn lễ. Bà này. Điên à? Hả? Có nhìn thấy Ngọc Hoàng không? Đang đứng đấy vừa bảo tôi là bình thân miễn lễ. Này mà coi bọn tôi là dối à? Bà vừa báo cáo xong bà lại làm Ngọc Hoàng luôn à? Ôi chứ ông không tưởng tượng là Ngọc Hoàng đang đứng ở trong đấy ông không hiểu à? Bà tiếp đi là đại siêu. Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Trong năm vừa qua toàn xã hội được bình yên, chỉ mỗi tội dịch giã một tí thôi, người dân gặp khó khăn một tí, nhưng tất cả mọi việc đều được làm tốt ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng ý, một người vì mọi người vì một người, cộng đồng của chúng ta rất đoàn kết trong việc chống dịch giã, chỉ trừ mấy đứa nó trốn cách ly một tí thôi ạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần báo cáo đến đây là hết à. Bình thân miễn lễ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy năm qua thần làm có tốt không ạ? Thần báo cáo có hay không ạ? Ta không ngờ táo xã hội năm qua làm quá tốt, chống dịch quá tốt, giúp đỡ người dân quá tuyệt vời. Thiên Lôi ban thưởng. Ban thưởng anh thấy không? Em được ban thưởng, anh đất được ban thưởng. Này. Tức là Ngọc Hoàng vừa ban thưởng cho chị. Vừa ban thưởng cho em xong. Báo cáo có thế thôi à? Vâng, thế thôi. Thế mà cũng ban thưởng. Không ban
trưởng chứ này. Ai có chắc chắn là những vấn đề của ngành chị đã xong rồi không? Xong rồi anh ơi, nó chỉ thế thôi chứ làm gì có cái gì nữa đâu. Cả năm qua tất cả xã hội đều được bình yên mà. Em nói thật với anh nhá, mặc dù tất cả mọi người nhà nhà cách ly, người người cách ly, nhưng mà này các cháu vẫn được học hành online, người dân vẫn làm việc online, có nghỉ ở nhà đâu mà sợ. À thế à? Ừ. À, công nhận là cái việc làm online, học tập online thì đúng. Đúng. Nhưng mà chị nói là xã hội yên bình, gia đình hạnh phúc. Vâng. Thế tại sao cái vấn nạn thứ ba nó hoành hành ghê thế? Hả? Tại sao lại có một ngày trong tuần nó cứ nhoi 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 lên như vậy? Ô, thế anh không hiểu à? Hiểu gì? Hôm nay nhân dịp là không phải trầu, thế thì em đứng đây em giải thích cho anh luôn ạ. À, anh có biết có một bài hát ở trong tuần mà cái bài hát này ai cũng biết, nhà nhà biết, người người biết, phụ nữ biết và đàn ông cũng biết không ạ? Bài gì ạ? Dạ vâng ạ, em hát cho anh nghe luôn ạ. Cần nhạc không? Thôi ạ. Thôi. Thứ hai là ngày đầu tuần công tác mới bữa hơi xa, thứ ba nó đi với ta cả ngày cùng nhau đi. Thứ sáu rồi đến thứ bảy công ty có bữa liên hoan, chủ nhật ở nhà thật ngoan, rồi thứ hai tiếp tục. Anh có hiểu không ạ? Mọi người cười, tôi chả hiểu gì cả. Ôi dạ, thế tại sao nó lại tiếp tục cái gì? Ôi dạ, không hiểu à? Mang tiếng cán bộ thiên đình, thế này tôi hỏi ông nhé. À, thứ hai ở đây ấy, nó là cuộc tình giữa hai người. À, bây giờ tự dưng xuất hiện thứ ba có nghĩa là người thứ ba. Ừ, thì liệu tôi hỏi ông, cái thứ hai đấy nó có bầm dập ê chề cho cái thứ ba đấy chứ, cho nó thành là thiếu nữ bên loa phường không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tức là có một gia đình. Đúng rồi. Có một người chồng, một người vợ, nhưng người chồng lại tự nhiên lại có cái thứ ba. Tôi phản đối. Ừ. Tại sao lại có những cái người chồng mà lại có vợ rồi mà lại có người thứ ba thế? Ô, thế không thì, chấp nhận được. Thế thì ông có quả này thì có. À thôi. Đấy là thư ký. Ừ. Không chấp nhận được. Tôi hiểu ra rồi nhưng tôi không chấp nhận được cái câu chuyện. Ờ đúng rồi. Quả này không chấp nhận là thế nào? Quả thư ký này Nam Tào chưa trải. À chưa trải chiếu à? Chưa trải. Tôi hiểu rồi đấy. Ôi thế là anh Nam Tào hiểu rồi ạ. À? Trời ơi, sao tự dưng hôm nay tôi lại cảm thấy tôi yêu thiên đình này đến thế. Bắt đầu từ ngày mai tôi không phải lặn lội từ dưới hạ giới lên đây khổ sở để lên trầu nữa rồi. Chúng ta chỉ cần nhìn vào đây và chúng ta nói chuyện với nhau, quá tuyệt vời phải không bắt đầu? Tôi không chấp nhận. Làm sao? Phản đối. Ôi, không thể làm ăn một cách vô cảm như thế này được. Cả dưới hạ giới người ta làm lụng một năm, chỉ mong cái không khí cuối năm lên trầu, các táo gặp nhau trao đổi, báo cáo với Ngọc Hoàng, đề xuất ra những phương án của năm này năm khác. Rồi chưa kể đến, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm Tết, cúng giao thừa, chờ đợi đón chờ các táo đi báo cáo về. Cái không khí nó ấm cúng, rồi đi thả cá, rồi các táo mới cưỡi cá lên trầu. Trời ơi, nó truyền thống, nó bao đời nay là như vậy. Bây giờ lại bày đặt ra cái kiểu báo cáo như thế này. Nó phi truyền thống, nó không thực tế, nó không truyền cảm, không cảm xúc, khó chịu. Thôi anh ơi! Anh Văn Hóa ơi, từ lúc anh nói, tôi đã đồng ý với anh rồi. Vừa rồi anh lại nêu ra mấy cái vấn đề mà tự nhiên tôi thấy buồn man mác. Đấy, sắp đến giờ trầu rồi mà vẫn còn chưa có táo nào lên. Bây giờ thế này, Thiên Lôi, thư ký, dạ, mang cất cái kia đi. Rồi ra ngoài kia xem có cá nào lên chưa. Rồi xem có táo nào không nhận được cái thông báo của bắt đầu mà lên đây với chúng ta, mời vào đây nhanh lên. Vâng, nhanh lên. Vâng, vâng, nhanh lên. Ôi, nhanh lên à? Đây chứ gì bây giờ cuối năm mà chả có ai lên trầu, tôi không chịu chán được. Quá chứ gì, vẫn là trầu chứ không phải là cái gì đâu. Trầu thì trầu, nó phải đông vui chứ lại đấy. Ờ kìa, rồi nhìn đây, cá tiếp. Ôi trời, nhiều cá quá, lên trầu rồi, lên trầu rồi. Cá này nhỉ? Em táo alo. Táo data xin kính chào quý khách. Quý khách vui lòng bấm phím số 1 để đăng ký gói 4G siêu tốc. Phím số 2 để đăng ký dịch vụ âm nhạc. Phím số 3 để đăng ký gói chăm sóc khách hàng Viettel cộng cộng. Gì đấy? Xin lỗi, nhà tôi ba đời làm trực tổng đài trên thiên đình, thế nên là quen mồm. Này, các người là ai
nghe tên rất lạ và người ta cũng chưa gặp bao giờ. Dạ, bọn em là Táo đến từ Viettel ạ. Này, Viettel cái gì? Dạ vâng. Mỗi đơn vị là chỉ cử có một táo lên thôi mà làm sao mà bầu đoàn thê tử lên đây lắm thế? Ôi, bắt đầu. Theo kinh nghiệm của tôi, những người càng ăn mặc diêm dúa như đẩu thì càng ngu. Thì hai đứa nó lên thì hai cái phòng mình. Đúng không? Cái phần mà anh Nam Tào nói thế thì anh em mình để sau. Năm nay là bên em là có triển khai combo. Chỉ cần 7.000 là đã có thể gọi điện miễn phí. Data thoải mái. Thế nên là lúc nào bọn em cũng sánh bước bên nhau. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Nghe mấy đứa này nói chuyện có vẻ chúng nó đến từ làng Vũ Đại. Dạ, chính xác. Này, thế không nhận được email của con này mà còn phộc nữa làm gì? Ấy, em nhận được rồi chứ. Sáng nay em nhận được thư, ngửi thấy mùi phấn son trộn với lăn cửa mùi, em biết ngay chị gửi. Ôi, mấy con điên này. Nó không biết rồi. Nó bảo là lăn khử mùi. Hiệu gì? À, để ta nói cho. Này. Nhân dịp này ta cũng nói luôn. Bắt đầu dùng lăn khử mùi và son phấn của hợp tác xã Quyết Tiến tổ bà mùi. Ông bị làm sao đấy hả? Được rồi. Hàng hiệu được chưa? BNG, ừ. Đức Giang đấy. Chị đẩu điệu thật đấy chị ạ. Nếu ngày xưa chị mà không đi làm bắt đầu thì bây giờ Blackpink đã phải có đến 5 thành viên rồi. Pink à? Pink là hồng, màu hồng ấy. Đúng rồi. Đấy, hồng đấy. Không, Blackpink ấy là một ban nhạc rất nổi tiếng, gồm 4 cô gái vô cùng xinh đẹp và sexy. Đây luôn. Ôi dồi đây ơi, luôn. Nếu như đầu không là bắt đầu, chắc chắn đầu sẽ là thành viên thứ 5. Úi dồi ôi. Và nếu đầu là thành viên thứ 5 thì tôi chắc chắn rằng đầu sẽ góp phần không nhỏ vào việc làm tan rã ban nhạc Blackpink. Tụt mẹ cả cảm xúc. Dạ, hôm nay bọn em lên đây là có 2 việc ạ. Việc thứ nhất là bọn em mang cá lên để biếu thiên đình. Tốt. Cá. Ừ, cá à? Cá kìa. Này cá là hay đấy, cái món cá là hay. Này. Cá nó mang đến giờ phút này mà nhiều người cứ mắng cái bọn trẻ là không giữ truyền thống. Tầm này mà chúng nó trẻ thế này mà vẫn biết mang cá lên chầu giờ này, tức là vẫn giữ gìn được bản sắc đấy. Đúng. Nhưng mà này, thế nhưng mà cá đâu? Cá đâu? Dạ, cá đây ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Ôi thôi. Ôi thôi. Thôi đâu rồi? Ôi giời. Nhìn nào. Này. Cá. Này. Vừa rồi đấy là cá chép đấy à? Dạ, cá chép online đấy ạ. Dạ, năm qua là dưới hạ giới có cái phong trào là thả cá online, chỉ cần tải cá về nuôi lớn rồi để cho cá mang báo cáo lên chầu ạ. Thảo nào cái con chép online thì nó khác với con chép không online. Ừ. Con này nó to mà con bé con ấy. Này, cá gì mà bay nhanh thế? Úi dồi ôi, cá này nó là cá 5G đấy ạ. Cá của Viettel bay nhanh lắm ạ. Cái này mà gọi là cá chép à? Hả? Dạ vâng, nó là cá chép đấy ạ. Tất cả những cái thông điệp, những báo cáo nó đều gửi ở trong cái đường link này đấy. Này, thế cái này thì đọc kiểu gì? Anh chỉ cần có một cái khuôn phôn, xong rồi anh quét mã này, rồi triệu triệu thông điệp nó sẽ từ đấy nhảy ra rồi bổ thẳng vào mặt anh. Úi trời ơi. Này, cho tôi hỏi. Này, khuôn phôn nó là cái gì? Là cái ông ngu ấy. Sao lại là cái tôi ngu? Nó là smartphone. Cái rồi, smartphone nè. Cái cầm gạt gạt đấy chứ gì. Đúng ạ. Ai cũng hiểu, có mỗi mà mình cũng không hiểu. Thế thì rõ là ông khôn nhất là cần gì. Việc thứ nhất là việc thả cá. Rồi. Coi như xong. Rồi, xong rồi. Thế việc thứ hai, các người định làm gì? Làm gì? Việc thứ hai, hôm nay bọn em lên đây là theo đúng chỉ thị của Ngọc Hoàng, lên để phục vụ triển khai thiên đình số. Thiên đình số là cái gì nhỉ? Này. Thiên đình là thiên đình, chứ thiên đình không phải ô tô xe máy mà có số. Đúng rồi. Thiên đình là thiên đình chứ không phải thiên đình là đôi giày đôi dép mà có số. Đúng rồi. Ấy không, nó không phải là số quần, số áo, số lô, số đề. Cái số ở đây nó là nó số là công nghệ thông tin. Cụ thể nó là cái gì? Cụ thể nó là cái gì? Ví dụ như đây,
Em với cả táo alo đây, nó là biểu thị của một hệ nhị phân bao gồm số 0 và số 1. Bọn em có thể là số 00 hoặc số 01, mà cũng có thể nó là số 11 hoặc là 10. Nói chung là... Thôi, tóm lại nhá. Dạ. Thế trong hai đứa, đứa nào là số 1 giơ tay? Thế nào? Đứa nào là số 0 bỏ tay xuống? Này, hay nhỉ? Là người bình thường không muốn, lại muốn làm số 0 với số 1. Mấy đứa này nó nói rất là khoa học, rất là trí tuệ. Và ưu điểm lớn nhất nó nói xong là tôi chả hiểu gì cả. Tóm lại là định làm gì cho Thiên Đình? Hỏi một cách dễ hiểu cho anh chị nghe là Thiên Đình số có nghĩa là anh chị không cần phải đi đâu cả. Chỉ cần ở trên đây mà vẫn có thể làm việc, bàn bạc rồi quản lý hạ giới 24/24 rất dễ dàng. Hay quá! Riêng cái vụ này thì tôi hiểu nhá. Tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hai chú! Dạ. Cốt cho chị một phát. Chốt đơn. Này! Cái gì? Tôi phản đối. Làm sao? Này, tôi nói cho các anh các chị biết, từ bao nhiêu năm nay, cái việc chầu cuối năm để báo cáo Ngọc Hoàng là một nét đẹp truyền thống. Chính xác. Năm nào chẳng như năm nào, bây giờ các anh các chị lợi dụng vào cái màn hình bằng bao diêm, kết nối vào cái máy tính, rồi câu chỗ nọ rồi sọ chỗ kia, không cần phải lên báo cáo. Được rồi, không cần phải lên báo cáo cũng được, không cần gặp mặt cũng được. Nhưng tôi hỏi thật nhé, các anh các chị báo cáo kiểu ấy thì lấy đâu ra cảm xúc, lấy đâu ra tình cảm, mà đặc biệt ấy là lấy đâu ra cái không khí se se lạnh vào cái đêm 30? Lấy đâu ra cái thời khắc giao thời, cái nén hương trầm nó làm cho chúng ta tĩnh lặng lại? Tôi hỏi lấy đâu ra? Nó chả hiểu gì cả nhỉ? Dạ. Chị hỏi các em này, có cảm xúc, có hương trầm, có se se lạnh không? Dạ, có à. Giới thiệu ngay. Thấy Mai Việt theo. Thấy, thấy chưa? Giảm nhiệt độ Thiên Đình xuống 10 độ C. Máy tinh dầu, bật tinh dầu hương trầm lên cho anh. Lạnh rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Trầm rồi. Thơm quá. Trầm luôn đây này. Trong cái thời khắc trang trọng, se se lạnh và tĩnh lặng này, chị có thể ôm anh Nam Tào nếu muốn. Ôi dồi ôi, trời thì lạnh, hương trầm nó gọi là thơm ngát, lại còn được ôm dai đẹp nữa chứ. Ôi giời ơi, thôi, ở với nhau mấy nghìn năm rồi còn lạ gì nữa. Bây giờ ôm Nam Tà một phát nhá là nó cốt ngay đấy. Này, hương trầm không khí xe lạnh thế này mà tự nhiên lại đi ôm nhau, người ta tưởng bị dở hơi. Tôi chẳng hiểu không, các bà từ nãy giờ nói chuyện tán hương tán vượng nào chứ. Nói chung là tôi không hiểu các anh các chị nghĩ gì. Tôi thấy như vừa rồi là hoàn toàn giả tạo, không chấp nhận được. Thế nào là giả tạo hả? Ông đùa chứ, ông làm sao mà ông lại thủ cựu thế nhỉ? Thủ cựu cái gì? Bây giờ tôi nói cho ông nghe này này, con người là tổng hòa, người ta có năm giác quan. Có năm giác quan thì bây giờ ngoại cảnh tác động vào. Đúng rồi. Thì người ta xây dựng được một cái miền ký ức. Thế thì bây giờ mình đâu cần phải biết là ngoại cảnh nó là giả hay là thật. Đúng. Miễn là sao nó chạm vào miền ký ức là được rồi. Đúng. Ồ rồi, nói như ông chẳng khác gì đánh thức tiềm năng à? Đúng rồi. Phân tích theo kiểu năm giác quan ấy, theo kiểu ngũ hành tương sinh, nó kiểu kim mộc thủy hỏa thổ ấy. Mà thôi, tóm lại nhá. Này, tôi không nhất trí cái phương án số hóa Thiên Đình. Tôi thích truyền thống. Đấy, yeah. Ông bị điên à? Hả? Mọi thứ nó đang giản tiện hơn, nó hiện đại hơn, nó standard hơn. Đấy. Thế tại sao mà tiện đây tôi nói luôn nhé. Nó giống như rap ấy. Nhá. Rap ấy. Rap bây giờ nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Đúng chưa? Đúng rồi. Tại sao lại cứ phải cổ hủ thế làm gì? Tại sao phải cổ hủ thôi, thế ạ? Tóm lại. Này tôi nói luôn nhá, tôi là tôi ủng hộ cô Đẩu nhá. Nha. Này tôi là tôi thích truyền thống. Tôi là tôi thích hiện đại đấy. Không có truyền thống thì chả bao giờ. Tất cả mọi người. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con đánh nhau mà quá vậy, ghi sổ nhá, ghi sổ mất Ngọc Hoàng hết nhá. Không chị ơi, Thiên Đình mình đang chia ra thành hai phe. Một phe là bảo vệ truyền thống, còn một phe thì là ủng hộ công nghệ số. Ôi giời ơi, bây giờ là phải ủng hộ số hóa chứ. Em là em ủng hộ bên này. Đúng rồi. Yeah. Thế còn trợ lý? Là một người phụ nữ hiện đại thì chắc chắn rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên đi được nét truyền thống từ xưa đến nay của chúng ta.
Thấy chưa? Xinh đẹp như thế mà người ta còn chọn hiện truyền thống nữa mà. Này cái gì? 1, 2 rồi, tương quan lực lượng. Bây giờ muốn phân thắng bại chứ gì? Đương nhiên. Tấu nhạc lên. Cuộc sống luôn đổi thay. Yeah. Mọi thứ phát triển từng ngày. Let's go. Những ngày chập chân đứng lại. Yeah. Thì quả thật rất là gay. Let's go. Bây giờ công nghệ có sẵn trong tay, thời điểm phát triển chính là ở đây. Nhìn mặt của mày như spotlight, nên là ba đời như ở trên mây. Phe truyền thống vẫn hát beat này nhưng mà hát theo kiểu dân gian. Nghe về truyền thống, mặc kệ cuộc sống vẫn cứ xoay vần. Những thứ mà cần vững bền gốc khác, những thứ nơi khác đừng có azure, những thứ nửa mùa đừng có cổ suý. Phải biết trân quý truyền thống bao đời, thuận với đất trời bình yên phát triển. Scoot. Ok, bắt đầu in the house. Bọn ấy thích hiện tại thì có làm sao, đừng cậy vào truyền thống mà thích làm cao. Mỗi người một quan điểm, cứ kệ bọn tao. Nếu bọn mày thích chiến, xin cứ mời vào. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, ngẫm sao cho bỏ những ngày ấu thơ. Yeah, cái gì? Hả? Rap nó là ngẫu hứng, nó là hiện đại. Bây giờ ông mang ca dao tục ngữ ra để mà ông đối với bọn tôi à? Đấy, người ta gọi là rap truyền thống. Đúng rồi. Con điên. Thôi bây giờ không cãi nhau nữa. Cứ bí thì lại bảo người ta là con điên. Bây giờ tóm lại thế này, nguồn cơn của cái việc tranh luận này là từ hai chú. Hai chú lên đây đưa ra quan điểm rồi bọn anh lại phải tranh luận. Tóm lại, hai chú theo phe nào? Đúng rồi. Nói luôn đi. Vô tư đi. Chốt luôn đi. Mạnh dạn lên. Rõ ràng đi. Bọn em là những người có tri thức, có học thức. Bọn em có chính kiến riêng của mình. Đúng rồi. Thế nên là bọn em sẽ luôn luôn lấy hết sức mình ra để bảo vệ cái chính kiến đấy. Bày tỏ đi. Là theo phe nào? Nói tóm lại là em theo cả hai ạ. Tại sao lại theo cả hai? Vì bọn em là táo combo. Cụ thể thế nào? Thì bây giờ bọn em, ai muốn gọi điện alo kiểu truyền thống thì đã có em phục vụ. Còn ông nào mà muốn trải nghiệm những cái tiện ích của internet, của công nghệ số thì đã có em. Mình việc gì mình cứ phải chọn chỉ một trong hai ạ. Nói chung là đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Thôi, dẹp đi. Công chém hay vãi, kinh hơn cả quảng cáo. Vừa nãy thì kêu là ủng hộ truyền thống cũng có, nhưng mà lại thả cá online. Thế tóm lại là các ông thế nào? Tục thả cá nó có từ lâu đời rồi, nhưng mà thay vì mình bắt cá cho vào túi ni lông, xong rồi lại ném túi ni lông ra ngoài môi trường gây ô nhiễm, thì mình chỉ việc tải cá về nuôi lớn, xong rồi gửi báo cáo lên trên thiên đình. Thế có phải là đơn giản hơn không ạ? Đúng rồi. Quá chuẩn luôn. Này, chuẩn cái gì? Hả? Quan trọng bây giờ ấy, tôi đang không biết là buổi chầu của chúng ta sẽ diễn ra thế nào. Năm nay chầu làm sao đây? Định thế nào đây? Buổi chầu diễn ra thế nào là thế nào? Thì vẫn như bình thường. Vẫn có Ngọc Hoàng, vẫn có Nam Tào bắt đầu, vẫn có các táo lên chầu báo cáo là những trong năm vừa rồi những cái vấn đề gì làm được và chưa làm được, vấn đề còn tồn tại. Còn thế nào? Thế đấy là truyền thống. Thế hiện đại ở đâu? Hiện đại chỗ nào? Video call. Nào, đúng thế nào? Vẫn có Ngọc Hoàng, vẫn có Nam Tào bắt đầu, vẫn có các táo. Nhưng các táo không mất công phải cưỡi cá chép lên, chen chúc nhau rồi tranh cãi nhau. Chỉ cần ngồi ở nhà, mặc trang phục làm sao cho nó phù hợp là vẫn có thể có buổi trâu rồi. Đúng chưa? Nào, tiện lợi chưa? Tiện lợi chưa? Được rồi, bây giờ tôi có ý kiến thế này. Buổi trâu năm nay của chúng ta cứ thử kết hợp truyền thống và hiện đại, xem kết quả nó thế nào. Như nào? Đúng chưa? Chứ ở đây tranh cãi thì đến bao giờ? Giờ trâu thì sắp đến rồi. Theo tôi, bây giờ chúng ta cứ tham dự lễ hội thả cá online. Chờ đến buổi chầu chúng ta sẽ tiến hành. Còn lại luôn đi. Thôi rồi đấy, thấy chưa?
logo vàng. Yeah! Soạn tết gửi 191 để có cơ hội trúng 21 logo vàng. Yeah!